Nhiều anh em thì tin rằng thị trường năm nay có thể sẽ tái hiện lại một đợt altcoin season như năm 2021 khi mà các altcoin tăng trưởng cùng nhau sau khi mà giá của Bitcoin đạt đỉnh. Tuy nhiên thì chu kỳ này lại hoàn toàn thay đổi, khiến cho điều này khó xảy ra khi mà có quá nhiều đồng coin được sinh ra và vốn hóa của thị trường thì vẫn không thay đổi. Dòng tiền thì bị phân mảnh ra nhiều, không tập trung vào các đồng coin chất lượng nữa. Sự góp mặt từ dòng tiền truyền thống thông qua Bitcoin và Ethereum ETF thì đã khiến cho dòng tiền rút khỏi các cuộc chơi crypto một cách khá nhiều. Từ đó cho nên là một bộ phận các nhà đầu tư nhỏ lẻ khá là chán chường với những coin công nghệ và đã chuyển sang một game có vẻ là cờ bạc hơn, đó chính là meme coin. Nhắc đến meme coin thì ai cũng muốn ăn to chốt lời nhiều, tức là ăn x10, x50, thậm chí là x100, 1000 lần đúng không nào? Thế nhưng để có thể chốt lời nhiều hay đơn giản chỉ là không bị lỗ thôi thì anh em cần phải biết cách mà thị trường này hoạt động. Vì vậy trong video bổ não ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu về thị trường này nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi xem là meme coin hoạt động như thế nào. Về mặt bản chất thì meme coin không có tính chất đầu tư, thực chất thì nó là một cái trò Ponzi mà thôi. Có thể hiểu đơn giản, đây là một trò chơi mà người vào trước thì sẽ xả lên người vào sau. Và đa phần các meme thì sẽ dựa vào marketing và cộng đồng để kéo hàng loạt những dòng tiền thanh khoản đổ bộ vào meme coin của họ. Rất ít meme coin thì có thể sống lâu dài và đạt được mức vốn hóa ổn định, kể cả những cái tên lớn. Vì vậy cho nên với những người mới tham gia vào thị trường và hỏi mình là có nên chơi meme coin hay không thì mình luôn khuyên là đừng nên chơi meme coin, vì khả năng mất tiền còn cao hơn cả việc anh em đánh future nữa. Vậy thì cuộc chơi meme coin này bao gồm những ai? Thứ nhất là dev hay là đội ngũ dev. Đây thì sẽ là những người tạo ra cuộc chơi. Họ sẽ có quyền kiểm soát contract, tạo ra mọi thứ liên quan đến token cho đến khi mà họ hoàn toàn bỏ quyền kiểm soát contract này. Tệp thứ hai là alpha, đây sẽ là những cái người có tiếng nói này, hay là những người giống như là các KOL lớn, và họ sẽ có nguồn tài chính hoặc là một số lượng volume cực kỳ lớn. Thông thường thì các dev sẽ thuê những cái người như này bởi vì họ sẽ sở hữu một cái lượng volume hay là một lượng thanh khoản rất là lớn. Thường là team dev và team alpha này thì sẽ khá là thân với nhau, và đa phần dev mà muốn alpha mà call token của họ ấy thì sẽ phải trả tiền hoặc là trả một phần token. Nhiều bên alpha lớn thì họ sẽ còn muốn chiếm từ vài phần trăm cho đến vài chục phần trăm tổng cung của những cái token meme coin như thế này nữa. Tiếp theo là caller. Caller thì sẽ là những cái người chơi meme coin một cách degen, không khác gì alpha, nhưng mà có thể họ sẽ là những cái KOL nhỏ hơn, hoặc là community hoặc là cộng đồng của họ sẽ nhỏ hơn những cái alpha ở trên. Thông thường thì dev sẽ liên hệ và thuê rất là nhiều những cái đội caller như thế này để khiến cho token của họ có nhiều người biết tới hơn. Những đội caller như này thì cũng sẽ cung cấp một số lượng volume nhất định, nhưng mà sẽ không lớn như những đội alpha ở trên. Khi mà làm những cái người caller hay là alpha KOL trong thế giới meme coin thì dù ít hay nhiều cũng sẽ có lợi ích, vì anh em có thể dễ tham gia vào những cái vòng mua sớm giá tốt, ví dụ như là vòng seed hay là vòng private chẳng hạn, hoặc là khi mà anh em có mối quan hệ với những người caller khác hoặc là mối quan hệ với dev thì anh em sẽ có biết được những cái inside news hoặc là những alpha news chẳng hạn. Cuối cùng là retail investor. Nói hơi buồn một chút thì đây sẽ chính là tệp volume hay là tệp thanh khoản, hoặc là chính là những cái người mà bị úp bô lên á. Nếu như anh em chơi giỏi hoặc là anh em tham gia thị trường đã lâu và có thể tự mình research, tự mình tham gia sớm và có thể chốt lãi một cách thành công thì chúc mừng anh em. Nhưng mà đa phần thì mình thấy là những cái người retail investor tham gia một mình thì sẽ khá là khó để có thể kiếm lợi nhuận từ meme coin. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân biệt một số các thể loại launching của các token meme coin nhé. Thứ nhất là pre-launch. Hiểu đơn giản thì anh em sẽ mua được với một mức giá tốt, hay còn gọi là pre-sale đó. Còn sau đó khi mà list sàn rồi thì việc đẩy token hay không là việc của team dev. Sau khi list xong thì các token này sẽ bay một chút, và thường những cái người mua ở pre-launch thì họ sẽ xả bao nhiêu thì sẽ tùy thuộc và mong muốn chốt lời của họ hoặc là cái độ tin tưởng vào dự án và meme coin này. Thường thì đa phần có thể là dev sẽ gom lại hoặc là dev sẽ bỏ qua, nhưng đa phần thì các team dev mình thấy là sau khi list sau vòng pre-sale thì họ sẽ gom lại và đẩy. Tuy nhiên là còn tùy thuộc vào cái mong muốn của team dev cũng như là cái nguồn lực của họ nữa. Thứ hai là still launch. Đây là thể loại launching hay là phát hành token mà không một ai biết, không cần marketing. Chủ yếu là team dev có nguồn lực tài chính, team dev giàu đó, thì thường những cái kiểu này họ sẽ im rồi sau đấy mới bắt đầu làm marketing rầm rộ lên bằng việc là đẩy được giá chẳng hạn. Tiếp theo thì anh sẽ chỉ ra một số những cái hình thức lừa đảo hay là lừa gà mà anh em newbie có thể gặp khi mà anh em bắt đầu tham gia chơi meme coin nhé. Thứ nhất là tạo token fake hay là token y hệt.
Thông thường ở trên DEX á, thì các cái team lừa đảo họ sẽ lợi dụng việc là tạo một cái token gần giống như y hệt và gửi vào ví của anh em như là airdrop á, khiến cho anh em tin rằng mình được ai đấy gửi nhầm một số token vào ví, cho đến khi anh em không biết mà anh em kết nối để swap chẳng hạn, thì các cái đội lừa đảo này sẽ lợi dụng điều đó để có thể vào ví của anh em, kiểm soát ví và chuyển các token khác của anh em ra ngoài. Cái phương pháp lừa đảo này thì cũng nhiều người biết rồi. Tuy nhiên thì khi mà ở chơi Memecoin á, thì anh em sẽ khá là dễ có thể nhận được những cái airdrop như thế này. Và mình khuyên anh em là nên tạo rất là nhiều những cái ví rác, và anh em chỉ nên chơi ví rác mà thôi, đừng bao giờ chơi các ví chính anh em nhé. Ngoài ra thì cũng có một số trường hợp là những cái đội lừa đảo như này họ tạo những cái token với thanh khoản cực kỳ thấp và để tên gần giống với những cái token đang hot, những cái meme coin đang được siêu nhiều chẳng hạn. Thứ hai là fake token bằng nhóm. Trò này thì cũng không có gì mới mẻ cả. Đa phần những cái team lừa đảo thì họ sẽ tạo những cái nhóm fake ở trên Telegram hay là Twitter để có thể fake từ dev cho đến những người dùng ảo hay là website. Sau đấy thì những đội này sẽ ghim hoặc là đăng những cái bài post là nhận airdrop khi mà gửi ví vào, và nếu như anh em đưa ví anh em vào và kết nối ví thì chắc chắn là ví của anh em cũng sẽ bay liền ngay lập tức. Thứ ba là fake những đội dev hay là những cái người nổi tiếng hoặc là KOL caller. Như anh em biết á, thì các community lớn hay là những cái group thì thường họ sẽ call ở trên Telegram, cho nên là những cái đội lừa đảo á, thì họ có thể là fake những cái tài khoản hay là những cái group Telegram như này. Cách fake thì cực kỳ tinh vi, gần như là giống y hệt, chỉ khác một vài ký tự thôi, thậm chí là username hay là tên tiểu sử, thậm chí là cái tích xanh premium á, thì cũng có thể fake được hết. Cho nên là khi mà anh em gặp những cái tài khoản này, anh em sẽ rất là tin tưởng họ là thật, và những cái đội này họ sẽ chủ động nhắn tin cho anh em để có thể dụ dỗ hay là lôi kéo anh em theo những cái kèo private hoặc là những cái kèo meme coin của họ. Có rất là nhiều người, thậm chí là những cái người mà có kinh nghiệm ở trên thị trường này thì cũng đã từng bị lừa như vậy rồi, cho nên là anh em hãy thật sự thận trọng trước khi mà tìm hiểu và đừng bao giờ nghe theo những cái kèo mà có vẻ là ngon ăn anh em nhé. Phương pháp lừa đảo thứ tư là lừa đảo bằng việc là hướng dẫn cài bot. Nhiều anh em khi mà tham gia trò này ấy, thì đều biết tới những cái bot để có thể auto sell hay là auto buy đúng không? Và những cái kẻ lừa đảo thì sẽ lợi dụng bằng việc là họ có thể tạo ra những cái bot auto. Họ thì sẽ marketing và hướng dẫn anh em cách cài những cái bot như thế này. Khi mà anh em sử dụng những cái bot fake hay là những cái bot auto này á, thì có thể là những cái team đó họ có thể kiểm soát ví của anh em, hoặc thậm chí là có thể lấy được private key hay là seed phrase của anh em và chuyển token của anh em đi chỗ khác. Cho nên là anh em cũng nên cẩn thận trước những cái thể loại bot mà không rõ nguồn gốc, hoặc là nếu mà cho an toàn nhất á, thì anh em chỉ nên xài bot cho những cái ví phụ hoặc là những cái ví mà anh em rất là ít xài thôi nha anh em. Rồi, cuối cùng là một số những cái kinh nghiệm khi mà chơi meme coin. Thứ nhất là không vay mượn vốn. Như mình đã nói ở trên á, thì mình cảm thấy là chơi meme coin rất là giống future, thậm chí là còn nguy hiểm hơn, khi mà anh em có thể là một là mất hết, hai là anh em có thể x2, x5 hoặc là x100 chẳng hạn. Cho nên là anh em nhớ giúp Irene á, là không bao giờ được vay mượn vốn để chơi meme coin anh em nhé. Thứ hai là anh em nên bảo mật ví thật là cẩn thận. Nếu như anh em chăm á, thì anh em có thể tạo một ví mới để có thể chơi meme coin. Với mỗi meme coin thì anh em có thể chơi một ví khác nhau. Tuy nhiên thì anh em nên luôn có một cái ví để trữ fund, tức là trữ những cái nguồn vốn của anh em á. Đây sẽ là ví mà anh em không được kết nối hay là swap với bất kỳ một cái sàn DEX hay là một cái sàn nào hết cả. Có thể là ví sàn cũng được, nhưng mà anh em hãy lưu ý á, là anh em đừng bao giờ kết nối ví này với bất kỳ bot hay là sàn nào hết. Nhiệm vụ của ví này chỉ là để chuyển tiền thôi. Thậm chí là để an toàn hơn thì anh em có thể đưa ví này vào một cái điện thoại mà anh em ít dùng tới và hạn chế sử dụng những cái wifi công cộng anh em nhé. Thứ ba là luôn check contract của dự án. Cái này thì anh em sẽ phải có tool hoặc là bot hỗ trợ. Thứ tư là về phần công cụ. Ngoài những cái công cụ để check on chain hay là những cái công cụ để check smart contract như mình nói ở bên trên á, thì anh em cũng nên biết thêm một số những cái công cụ để hỗ trợ việc swap. Như mình nói bên trên á, thì sẽ có một số con bot auto buy sell được fake. Tuy nhiên á, thì cũng sẽ có một số những cái bot, những cái bên họ đã phát triển những con bot rất là xịn sò. Khi mà anh em cài nó ở trên Telegram á, thì anh em có thể mua bán, đặt lệnh limit rất là đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên á, thì anh em hãy lưu ý thật kỹ, bởi vì hiện tại có rất là nhiều chain và có rất là nhiều bên phát triển bot, cho nên là anh em hãy tìm hiểu thật kỹ và cân nhắc xem là anh em có phù hợp với việc sử dụng bot hay không nhá.
Thêm nữa là khi mà anh em cài những cái bot này rồi á, thì anh em chỉ nên cài thêm những cái ví phụ và chuyển một số lượng fan nhất định mà thôi. Ngoài ra khi mà anh em chơi bot á, thì anh em cũng phải xem kỹ phần cài đặt về một số chỉ số như là phí gas hay là phần trượt giá chẳng hạn anh em nhé. Và điều cuối cùng mình muốn lưu ý cho anh em là cuộc chơi meme coin thì không hề đơn giản, cho nên là nếu như anh em mới bắt đầu muốn tham gia thôi thì hãy bỏ một số lượng vốn vừa đủ có thể mất, và anh em hãy luôn trong tâm thế là ok, mình có thể mất tiền với số chơi meme coin này nhưng đây sẽ là bài học dành cho mình, và anh em hãy luôn tìm hiểu thật kỹ trước khi mà xuống tiền cho bất kỳ meme coin hay là bất kỳ đồng coin nào anh em nhé. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã đi sơ lược về cách mà thị trường meme coin hoạt động, cũng như là một số những điều anh em nên biết khi mà bắt đầu chơi meme coin, và một số tip trick, kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được cũng như là tìm hiểu từ những người xung quanh hoặc là những cái nguồn ở trên mạng. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coin68TV. Và mình là Irene, hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!